Hoàng Triệu xin kính chào tất cả quý vị và thưa quý vị, hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2020. Và hôm nay em xin được giới thiệu cho quý vị những chiếc tủ chùa bầu. Ở những chiếc tủ chùa này thì rất là hợp với các bác mà không thích tủ chùa khảm quý vị nhá. Bởi vì những chiếc tủ chùa này thì cơ sở của em không khảm quý vị ạ. Đó. Những chiếc tủ chùa này thì đã được đánh nhãn si sát, đánh chơ vân gỗ theo đúng lối cổ truyền của các cụ. Và chỉ khác với những chiếc tủ chùa mà em đã giới thiệu là cái chiếc này thì cơ sở của em không khảm quý vị nhá, không khảm. Bởi vì cơ sở của em là cơ sở sản xuất, cho nên là trong nhà luôn luôn có hàng chục những chiếc tủ chùa để cho các bác có thể lựa chọn được. Đây quý vị có thể xem những cái nét đục, được đục tay quý vị ạ, được đục tay. Đây là cái phần ngăn kéo này. Đó, phần ngăn kéo. Và cho em sẽ quay cái đôi cánh cho quý vị xem này. Đó, quý vị có thể nhìn thấy được cái màu cánh rán, bởi vì cơ sở của em là đánh theo đúng nối cổ truyền của các cụ. Đánh nhẵn si sát, đánh trơ vân gỗ thưa quý vị. Kích thước của những chiếc tủ chùa này thì nó có chiều dài là 2m50, chiều ngang 1m50 và sâu là 50 quý vị nhá. Sâu là 50 bằng chất liệu gỗ gụ căm 100%. Và bây giờ em sẽ cho quý vị xem cái phần trong này. Phần trong của chiếc tủ, bởi vì tại sao quý vị nhìn thấy cái màu này? Bởi vì khi mà gỗ gụ căm ngâm vôi thì nó sẽ ra cái màu này quý vị ạ. Đó. Cơ sở của em còn để nguyên cái phần khi mà ngâm vôi xong nó làm sao thì cơ sở của em để nguyên vậy, để cho quý vị có thể xem được cái chất gỗ. Đây ạ, quý vị có thể thấy tất cả có để nguyên màu gỗ, chưa hề đánh bất kỳ một cái gì bên trong này. Và khi mà quý vị mà có nhu cầu sở hữu, quý vị muốn đánh cho nó sạch thì cơ sở của em sẽ xử lý cho quý vị. Một cái điều rất là đơn giản thôi. Ở đây thì có một chiếc cơ sở của em cũng đang là đánh lên, cũng đang là đánh đúng theo lối cổ truyền. Và cái chiếc này thì cơ sở của em đang hoàn thiện. Để mà hoàn thiện được cái chiếc tủ này thì còn phải đánh 3-4 nước xi nữa các bạn ạ, 3-4 nước xi nữa. Cứ đánh xong một nước và lau sạch đi, lại đánh nước tiếp theo. Đó, khi nào nó phải bóng như thế này thì mới đạt tiêu chuẩn quý vị ạ. Đó, cái chiếc tủ này thì đang là hoàn thiện quý vị nhá, đang hoàn thiện lên. Và bên này lại tiếp tục có một chiếc. Cái chiếc này thì đang là đợi khảm quý vị ạ, đang là đợi khảm. Cái đôi cánh cũng như là khung gương này thì đang là khảm quý vị ạ. Quý vị mà có nhu cầu tìm hiểu thêm về những cái chiếc tủ chùa đẹp, khảm ốc đẹp thì quý vị hãy vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0383639886. Đó, để mà đặt hàng. Đó, cơ sở em chuyên về đồ khảm ốc, hàng kỹ thuật cao quý vị nhá. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip tiếp theo.